Âm đạo trung bình có kích thước khoảng 7 đến 10 cm nhưng có thể kéo giãn hơn do ống âm đạo linh hoạt một cách ấn tượng và độ sâu của âm đạo thường phụ thuộc vào mỗi người khác nhau cũng như các hoàn cảnh và thời điểm khác nhau. Âm đạo là đường dẫn từ âm hộ tới tử cung dài khoảng 10 cm và có thể giãn khi giao hợp hoặc sinh đẻ. Thành âm đạo nối liền với da và có rất nhiều nếp gấp. Độ sâu của âm đạo tại thời điểm khác nhau thường phụ thuộc vào từng người và các yếu tố như hưng phấn tình dục, quá trình mang thai, sinh con và giai đoạn mãn kinh. Điều này có thể thay đổi cảm giác khi quan hệ tình dục. Âm đạo sâu bao nhiêu? Theo một nghiên cứu nhỏ năm 2005, độ sâu trung bình của âm đạo là 9,6 cm. Tuy nhiên, nó có khả năng co giãn khi được kích thích tình dục. Maureen William, bác sĩ phụ khoa tại Hoa Kỳ cho biết, âm đạo cũng có thể giãn ra khoảng 15 cm hoặc rộng hơn trong quá trình sinh em bé để phù hợp với đầu và vai của em bé. Âm đạo thay đổi như thế nào theo thời gian? Tuổi tác và lối sống có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi của âm đạo theo thời gian. Đặc biệt, sinh con và trải qua thời kỳ mãn kinh có lẽ là hai sự kiện chính trong cuộc đời của một người phụ nữ làm thay đổi đáng kể âm đạo của họ. Sinh con có thể ảnh hưởng đến độ sâu của âm đạo vì các cơ sàn chậu hỗ trợ các cơ quan vùng chậu như tử cung, bàng quang và ruột phải căng ra để đỡ trọng lượng của em bé. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2009 cho thấy các cơ sàn chậu căng ra gấp 3 lần kích thước bình thường trong quá trình chuyển dạ. Sau đó, âm đạo có thể vẫn còn lỏng lẻo sau khi sinh cho đến 1 năm, tùy thuộc vào kích thước của em bé hoặc số lượng em bé được sinh ra. Lý do chính của cảm giác âm đạo lỏng lẻo có thể là do sàn chậu bị giãn và rách do mang thai, đặc biệt khi sinh thường. Các chuyên gia cho biết, các bài tập Kegel và các bài tập sàn chậu có thể giúp lấy lại sức mạnh cơ bắp ở sàn chậu, giúp tăng hưng phấn tình dục và bôi trơn âm đạo. Các chuyên gia cho biết, trong thời kỳ mãn kinh, nồng độ estrogen giảm xuống khiến ống âm đạo ngắn và hẹp hơn. Những người sau mãn kinh có thể cảm thấy như có ít chỗ bên trong âm đạo hơn để giao hợp nếu họ không quan hệ tình dục thâm nhập trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sinh hoạt tình dục thường xuyên qua âm đạo, ngay cả khi đã mãn kinh, sẽ giúp duy trì chiều dài và chiều rộng của âm đạo và giảm tình trạng khô hạn. Độ sâu âm đạo có ảnh hưởng đến khoái cảm tình dục. Một số người có thể nghĩ rằng có âm đạo sâu hơn sẽ dễ chịu hơn vì sẽ có nhiều đầu dây thần kinh hơn để tăng cảm giác. Tuy nhiên, bằng chứng hiện tại cho thấy chiều dài âm đạo không liên quan đến sự thỏa mãn tình dục. Hầu hết phụ nữ bị kích thích từ âm vật độc lập với chiều dài âm đạo. Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2010 với sự tham gia của hơn 500 phụ nữ dị tính cho thấy chiều dài của âm đạo dường như không ảnh hưởng đến mức độ hoạt động tình dục của họ. Điều gì xảy ra nếu âm đạo cảm thấy giãn rộng khi quan hệ tình dục? Không có bằng chứng nào cho thấy quan hệ tình dục nhiều sẽ khiến âm đạo rộng ra, nhưng âm đạo có thể cảm thấy rộng hơn sau khi sinh con. Trong trường hợp đó, các bài tập sàn chậu có thể giúp phục hồi chất bôi trơn âm đạo và cải thiện sự thỏa mãn tình dục. Khi nói đến quan hệ tình dục thâm nhập, có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng quan hệ tình dục nhiều hơn sẽ khiến âm đạo cảm thấy rụng rời và dẫn đến tình dục kém khoái cảm hơn. Tuy nhiên, điều này không đúng và rất có thể khiến mọi người xấu hổ về hoạt động tình dục của họ. Do đó, nếu chất lượng trải nghiệm tình dục của bạn giảm sút, điều quan trọng là bạn phải trao đổi với đối tác của mình về mong muốn, nhu cầu và sự cởi mở của nhau để thử những điều thú vị mới.